Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay thì em lên cho các bác tiếp một con giải mã. Vâng, con này thì hàng rất xịn, các bác, nhà đời cao nhá. Đời 2 số nhưng lại thuộc họ DV. Thế nên là những con này nó giải mã cực kỳ đỉnh luôn. Các bác, giải mã cực kỳ đỉnh luôn và đẳng cấp. Các bác yên tâm mà dùng nhá. Bác nào mà đam mê hát karaoke nhá, đam mê hát karaoke này, hay là thích nghe nhạc, chuyên nghe nhạc từ TV xuống, thì hãy thử dùng con này đi cho em nhá. Các bác hãy thử dùng con này. Mình sẽ kết nối TV vào đây cho em này. Đó, kết nối TV ở đây và lấy dây AV này truyền xuống một con đẩy hoặc là con âm ly to hát karaoke, được chưa ạ? Các bác hãy trải nghiệm thử cho em con này xem có biết. Nó giải mã cực kỳ hay luôn các bạn. 24 bit nhưng mà chuẩn 24 bit luôn. Chứ không kiểu như giống mấy cái dòng giải mã bé xíu xíu này. Ghi 24 bit nhưng mà thực chất nó chỉ được tầm khoảng mấy bit thôi. Đấy. Nó được rất là ít. Thế nên là cái tốc độ giải mã của nó sẽ không được chuẩn, được đẳng cấp như con này. Đó. Thế bác nào mà đam mê karaoke ấy, giọng của các bác rất hay nhưng cái nguồn nhạc nó lại không tốt thì nó làm ảnh hưởng đến cái chất hát của các bác rất là nhiều. Đấy. Nhiều khi nhiều các bác mà hát rất hay nhưng mà nhạc nó không tốt nên là tự ti không hát thôi. Chứ còn những cái bác mà hát giọng đã hay nha, cái giọng của bác rất là ấm, rất là hay rồi mà thêm những cái con này để nó làm giải mã như nữa thì em nói thật các bác là phê cực kỳ sướng luôn. Đúng không ạ? Đấy. Bởi vì cái nguồn nhạc của bác nó xuống nó sạch, nó trong, nó ngọt thì chả có cái lý do gì mà các bác hát không hay cả, đúng không ạ? Đấy. Cái giọng thì nó không phụ thuộc vào cái con này, nhưng cái chất âm ấy, ý em muốn nói là gì? Cái chất nhạc nó đưa từ TV xuống, nó qua con này, nó đưa xuống con đẩy thì nó rất là hay. Đấy, còn cái giọng của các bác như nào thì mình sẽ chỉnh ở trên âm ly. Được chưa ạ? Đó, không phải nhiều bác hiểu lầm là phải có con này thì cái giọng của tôi mới hay được, không phải đâu như các bác nhá. Cái đó là nghĩ sai lầm hoàn toàn. Con này tức là nó hỗ trợ vào thêm cho các bác là cái gì? Tức là cái nguồn nhạc từ TV sẽ truyền vào đây. Đấy. Sau đó cái này nó xử lý tín hiệu, nó sàng lọc tín hiệu. Đó, và nó chuyển đổi ra đường AV. Sau đó từ cái cổng này nó sẽ xuất xuống con đẩy hoặc con âm ly. Đó. Thì tiếng nó rất hay, nó rất là sạch thì mình hát nó sướng. Đó. Thế thôi. Còn nếu bác làm mà ghép làm công suất thì đây, có thể phối loa cho em này, sau đó thì ghép đường quang, đường điện thoại thứ vào nghe nhạc là xong. Con này công suất của máy đạt 70W các bác nhá, đạt 70W. Kinh khủng luôn. Đó, công suất 70W, quang hai cổng, một out, một in. AV thì có rất nhiều cổng, cho đó thì nhớ cắm cho em là các cổng ví dụ như là tape in hoặc là tape out. Đấy. Hoặc là AUX in hoặc AUX out. Đấy. Rồi. Con này thì em bán phần chính là giải mã nhá. Còn phần công suất nữa, tức là bán giải mã công suất này, còn các phần CD MD thì hai cái này thì em không bao chạy bởi vì là con này có biết thừa rồi, hàng bãi về thì có con mắt kém, con không. Đấy thì con này là mắt nó cũng kém rồi. Cơ ra vào thì rất ngon. Này. Đấy, cơ ra vào rất ngon luôn nhưng mà mắt nó hơi kém tí. Nói chung thì con này nếu mà dùng thì phải thay mắt. Rồi thì con này nhá, có cả chế độ chỉnh bát tép này. Bác nào làm công suất thì chỉnh được cả bát tép nhá. Nghe nhiều bát thì đưa về on, nghe ít thì đưa về off. Đó, nhấn cái đưa sang bát và cái đưa sang tép. Đó, nó rất là ok luôn. Nói chung dòng máy này thì xịn cực kỳ. Sau đây tiến hành test đường quang cho các bác nhá. Test đường quang và test đường điện thoại luôn. Đây, em test đường điện thoại trước nhá. Đó thì đây là đang test đường điện thoại nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin lỗi các bác, chút có anh thợ anh đi đánh sửa cái máy lọc nước rồi. Đấy, còn quá mà nghe đường quang thì chuyển cho em đường quang nhá. Nghe đường quang thì sẽ chuyển tiếp cho em về đâu nhỉ, đây rồi, chuyển cho em về chế độ OPT đó, thì đó là cổng quang. Đó, thì đấy là về cái phần giải mã, tức là điện thoại giải mã là ok, được chưa ạ? Bạn nào thích nghe máy tính điện thoại thì cắm con này nghe vẫn sướng luôn. Đó, về giá con này thì giá của nó là 1.550.000, là có được tặng kèm một cái đổi nguồn, kèm một cái dây quang nhá. Đây đem lấy đồ. Đây các bác nhá, 1.550.000 là được tặng một cái dây quang này, một cái đổi nguồn này. Dây quang này của em là 150 này. Đấy, và cái đổi nguồn này của em 200. Đó, thì là tổng phần quà là 350.000. Thì bác nào mà chốt con này thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.